bỏ cha bỏ mẹ, người ta đã chấp nhận, người ta dụ bỏ hết rồi, chứ đâu phải như mày, đâu phải như mày mang cái miệng dưới mày để nuôi miệng trên mày, nuôi cả dòng họ mày vậy đâu. Rồi con xàm xí bác Sáu biết luôn mà. Vì lớn tuổi là già rồi không làm được, xong rồi bị cái chỗ đó ta gọi là cái động đi đó, đẩy ra đường, bây giờ nhặt ve chai đó, bây giờ đưa con gái qua làm tiếp, do đi bán thân để về báo hiếu đó. Bây giờ hết đá đời đâu có ai mà kêu nữa đâu. Nhưng mà không biết là mình làm cái nghề đó là không biết có báo hiếu hay không nữa, hay là dùng cái dưới mà để mà nuôi cái trên đó, là không biết có báo hiếu hay không nữa chứ. Thấy bao đời rồi đó. Thì báo khổ cho cha mẹ. Làm cho cha mẹ mất uy tín, bởi vì ông bà tao nói phải gì đó, đẻ ra hụt gạo vịt luộc ăn sướng hơn, để đẻ nó ra vợ nó đi làm bôi nhỏ, bôi cho chát chấu mặt cha mẹ nó. Dạ đúng rồi. Căng quá rồi cả nhà ơi. Bác Sáu rất là bức xúc khi mà Nico Diệu Hân á là lên nói xấu Sư Minh Tệ, rồi tới thêm một cái người á Lê Thị Miễn ở Malaysia lại lên tố Sư Minh Tệ nữa. Thì hôm nay bác Sáu bức xúc gọi mấy anh em tới, bác Sáu nói hết cái nỗi lòng mình, bác Sáu nói rất là dữ luôn cô chú anh chị. Giờ mà cô chú anh chị đón theo dõi những ai yêu mến Sư Minh Tệ á, thì hãy ủng hộ cho chú Sáu, để chú Sáu có động lực để lên án những cái người mà lên chửi Sư Minh Tệ, chỉ trích Sư Minh Tệ, chỉ trích một cái thần tượng. Trước tiên là bác Sáu xuống dưới mà gặp được bà Diệu Hân đó, rồi bác Sáu sẽ làm những bà Diệu Hân đó. Mình sẽ nói những cái tư cách của con người á, là tu thì không phát biểu gì được đó, và không xâm si gì được. Nhưng mà cái bà này là mình cho rằng là bà nhiều chuyện, không phải bà tu, bà nhiều chuyện mới đi kiếm chuyện này chuyện kia đó. Trong những cái người nghệ sĩ người ta đã nằm yên số phận rồi mà còn lại giờ lấy gậy trọt lên mã trên mồ người ta. Cái bà này là cái bà này bà nhiều chuyện chứ không phải bà không có tu đâu. Rồi bây giờ ai công nhận, bây giờ ai công nhận bả là một cái nhà tu mà để hình ảnh bả dán lên những chỗ mà cốc của bả, hoặc là những cái thất tại gia bả gì, ai công nhận đó. Hỏi bên đạo giáo, bên tôn giáo quận này coi ai cấp giấy phép cho bả, ai cấp giấy cho bả không, mà bả đi lên bả xâm xuyên người này người nọ làm chi vậy? Con nghĩ là mấy bữa nay là sau khi mà cái đoạn clip nó đăng tải lên, nó không như một mình bác Sáu muốn tới gặp ả đâu. Nước qua, quét qua cái nhỏ kia nói. Mấy bữa nay là hình như là tới là coi như là đóng cửa lại hết, không ra tiếng ai hết. Dạ anh em mình mồi đi, mình mồi cho bác Sáu nhiều vô. Bà biết bà bậy rồi. Bà này bà biết bà bậy rồi, bà sai rồi. Còn mà mình là... cái miệng mình nói cái tai mình nghe. Hoặc mình nghe người ta ở ngoài nói, mình nói vậy có đưa đúng không, mình nói vậy có chính đáng không, mình nói vậy có thiết thực gì cho ai không, mà nói vậy để làm cho nó ảnh hưởng đến uy tín mình và uy tín người khác nữa. Bác Sáu, nếu mà cái clip này con đăng tải lên, nếu mà bà Diệu Hân bà xem được á, đi con Diệu Hân xem được á, và muốn hẹn gặp trực tiếp bác Sáu, là bác Sáu tính sao? Thì gặp tôi đối thoại liền hả, tôi sẽ có cái lời phản hồi liền hả. Là mình cũng tới đó gặp trực tiếp bà luôn. Ừ. Chủ này tới túng gọn luôn mà. Thì nãy tôi có đề nghị là chính quyền địa phương là phải có cái trách nhiệm. Bây giờ vào cuộc. Con chở bác Sáu tới đó túng gọn luôn. Ừ. Bác Sáu đi không, bây giờ tụi con chở rồi đó, trực tiếp bà luôn. Nó chưa được đâu. Chưa được. Bữa nay chủ nhật tôi đi tái khám nữa. Đây hiện giờ là có thêm một cái con yêu tinh ở Malaysia. Nó là nó nói sư. Thường xuyên thăm ông thầy đang ở Nha Trang. Đây là vâng, hello anh chào tất cả mọi người. Sự việc căng quá rồi mọi người ơi. Em tưởng chừng là đã loại bỏ được. Tên gì anh? Minh tên Miễn à? Lê Thị Miễn. Lê Thị Miễn. Cho bác Sáu coi có video luôn không? Cho bác Sáu coi luôn. Trực tiếp luôn bác Sáu tất. Bác Sáu cầm coi luôn bác Sáu. Bây giờ anh chửi với ngày Minh Tệ luôn hả? Chửi ngày Minh Tệ nó tại sao á? Ông Minh Tệ giới thiệu là ông từ Sài Gòn về vào dịp Tết năm 2019 lên thăm ông Thích Nguyên Tấn. Ông thường xuyên thăm ông thầy Nam ở Nha Trang. Dù đi đâu hả? Sư Minh Tệ hành bộ ở đâu không biết. Nhưng mà Sư Minh Tệ chỉ về đây. Ông hứa thầy Nam là ông sẽ về trước mùa mưa là ông sẽ ghé thăm thầy Nam ở đây mà. Ở tháng 3 vừa rồi, ông vừa thăm thầy Thích Nguyên Tấn ở Hà Tĩnh. Dạ, sư muốn nói là sợ nước mặn cái tình cảm là cái đường tu đó. Đó, đây là cái đó tu tập của thế nào, tắm vào cái bên cạnh. Ai
tại sao ông có thể vờ Hà Tĩnh nhiều lần để thăm ông thầy Thích Nguyên Tánh, ông vờ ông thăm ông thầy Nam, nhưng mà cha mẹ ông đi từ Bắc chí Nam được, nhưng ông không thèm ghé vờ ông thăm một lần. Điện thoại ông cũng vứt luôn, ông đoạn tiền, ông sợ cha mẹ ông gọi làm phiền ông. Tại sao ông có thể vờ thăm ông thầy Nam, tại sao ông có thể vờ Hà Tĩnh nhiều lần để thăm ông thầy Thích Nguyên Tánh mà cha mẹ của ông thì ông không vờ? Nếu mà nói vờ thăm cha mẹ là phạm giới, vậy tại sao ông vờ thăm ông thầy Nam, vậy tại sao ông vờ thăm ông thầy Thích Nguyên Tánh? Ngồi ra ông Thích Minh Tuệ là ông đi xe đò thường xuyên. Ủa, giọng đi xe đò thì bạn có ông Thích Minh Tuệ cũng tự nói ra rồi nhỏ là đang ở Malaysia Má Lai anh. Trời ơi, nghĩ sao anh mấy nhỏ đó qua Má Lai con biết làm gì luôn rồi đó. Làm đĩ. Làm gì bác Sáu? Làm đĩ làm gì? Trời ơi, bác Sáu biết luôn hả? Trời ơi, làm gì vậy? Vậy mà lên trên mạng nói như đúng rồi vậy. Đúng rồi. Tưởng đi qua bản là ngon lành lắm, ngờ đi bản làm gì? Chuyện ngoài xã hội vô. Nó nãy nói tên gì, tên Lê Thị Nguyễn. Tên Nguyễn hả? Nghe tên là thấy biết là tàu lao rồi đó. Thì Nguyễn, kêu Thị Nguyễn. Thị Nguyễn, Lê Thị Nguyễn. Miễn hả? Dạ. Miễn bàn nè, miễn. Dạ. Miễn bàn đúng rồi đó. Con thấy hình ảnh cũng đẹp quá mà lên nói ngày bên tệ vậy, thấy con thấy xấu quá bác Sáu. Trời ơi, Miễn ơi Miễn, nghe bác Sáu dạy đời em là Miễn ơi. Mình qua bển thì lo kiếm cơm kiếm cháo đi. Có đụng chạm ngày bên tệ, có đụng chạm vậy đâu mà lên nó nói ngày bên tệ. Thì theo như cái đoạn clip đó của bên một cái bạn đồng nghiệp lên đó bác Sáu thì ôi, Nguyễn Thị Miễn này chắc ngày Minh Tệ rằng là tại sao đi qua ngang qua nhà ba mẹ mà không đến thăm ba mẹ của ngày Minh Tệ mà lại đi thăm những cái vị sư khác, hoặc là cái này nọ đó, nói chung buông bỏ tất cả mà không nghe điện thoại, nó bỏ hết luôn. Là theo như bác Sáu suy nghĩ sao, cái lời nói của cái bà Miễn này có đúng sự thật không? Xin kính chào con đồng mạng và cả nhà mình xem clip. Thì tôi nghe qua rồi đó, là cái Thị Miễn này đó là phát ngôn là coi như là không đúng. Bởi vì đó ông Thích Minh Tệ đó, ông làm cái nghĩa vụ, trước nhất là ông làm nghĩa vụ con ở trong gia đình đó. Thứ hai nữa là ông làm nghĩa vụ cho đất nước. Ông đã chờ, ông làm đã nghĩa vụ xong rồi. Trước khi ông đi, ông trầm một 100 cây sầu riêng để lại cho em trai ông. Thấy không? Đó là ông cũng là làm một cái nhiệm vụ gia đình. Rồi trước khi ông đi đi tu là ông sẽ làm cái nghĩa vụ công dân, ông làm đi nghĩa vụ 3 năm, chức vụ thường sĩ. Rồi ông đi về ông học ở trường trung cấp là lâm nghiệp. Đó, rồi ông về ông đi vô một cái công ty đo đạc của tư nhân. Đó. Đó, rồi sau mới đi tu. Ông đi tu vô một cái chùa ở Tây Ninh á. Rồi ông mới vô đó, ông thấy ông làm chưa được, ông mới xin ra ngoài. Ông đi ra ngoài ông tu đó, ra ngoài tu mà ông không có nhận một cái gì ở trong chùa hết trơn. Mà ông ra đi, ông cũng không nói ông ở trong một cái chùa đó nữa. Đó, bởi vì ông đã vũ bỏ hết rồi. Ông vũ bỏ hết rồi, có nghĩa là ông coi như là ông xuất gia rồi. Ông xuất gia rồi, ông vũ bỏ hết rồi. Kể cả là ông từ giá cha mẹ nè, rồi anh em này kia đồ, rồi là tài sản cha mẹ được cho ông cũng không nhận. Tới điện thoại nè ông cũng giao lại cho ông già ông, tới cái đồng hồ cũng giao cho ông già ông. Ông đi tu đó, đi tu thì ông đi tu là ông đi tu, ông đi học đạo đó. Thì ông đi đã, ông đã lại cha mẹ rồi, ông đi sức xin xuất gia đi tu rồi, thì tất cả những cái công việc ở từ gia đình đến nhà nước ông sẽ làm hoàn tất hết rồi. Tới không cần một cái tài sản gì, tới cái giấy chứng minh dân ông không cần nữa. Bởi ông đâu có đi mua đất, ông đi đâu ngủ nhà trọ, ông đâu có đi dây tiền hỏi bạc ai hoặc cái gì đâu mà ông phải cần cái đó. Ông là coi như là một công dân bình thường đi tu thôi đó. Ông đã vũ bỏ hết trơn rồi đó. Thì ông đi học đạo là ông đi tìm thầy, tìm sư ông học đó. Chứ có ông đâu có đụng chạm gì với chứ cô Miễn này đâu. Mà cô nói ổng là mất hiếu, mất cha, mất hiếu đi tu vậy mà không về thăm cha mẹ. Cháu mua Miễn à, tôi kêu bằng cháu chứ lẽ tôi kêu bằng cái con nhỏ sầm xí, chứ không phải là con nhỏ Miễn này sầm xí. Ở nước ngoài đó, mình đi ở đậu người ta, nước người ta, mình còn phát ngôn mà của cái con người Việt mình như vậy đó, là con nhỏ sầm xí, thấy không? Đó, con nhỏ bị ổi, chứ không phải là con người Việt Nam nữa. Nãy bác nói qua Mã Lai làm cái gì? Đó, đi qua Mã Lai bên đó làm cái gì bên đó, ai xuất cảnh đi qua đó làm cái gì?
Hả? Đi qua đó. Người cung cấp thông tin cho anh em con á, nói là bên Bảnh là làm quán bar rồi đi lụm gác gì vậy. Đi qua Bảnh làm gái chứ làm cái gì? Dạ. Mà làm gái chứ làm cái gì? Bên nói. Không biết anh tiếng Anh tiếng Pháp vậy là. Mà miễn này nó làm gái hoài. Bà này thôi, nhưng mà nghe nó con rồi bây giờ lên tiếng luôn, là cũng con cũng làm luôn. Đó. Trời ơi. Con của chị Miễn này hả? Hai mẹ con. Đó, con Miễn này nè, con Sầm Xí này đó, mày có nghe được cái bài ca mà 6 năm bỏ cha bỏ mẹ, người ta đã chấp nhận tay vũ bỏ hết rồi. Chứ đâu phải như mày, mang cái miệng dưới mày để nuôi miệng trên mày, nuôi cả dòng họ mày vậy đâu. Rồi con Sầm Xí. Bác Sáu biết luôn mà. Đó. Cho nên á, ông Thích Minh Tệ ông đâu đụng chạm tới gì đâu của mày đâu. Mày ở nước ngoài thì mày cứ kệ mày đi. Mày bằng là ông Đức Giáo Hoàng Tòa Thánh Ai Căn không? Ở bên Ý không? Mày bằng không? Rồi mày bằng các cái ông mà nhưng mà con thấy hòa thượng không? Con thấy là hai mẹ con cũng được đẹp gái lắm. Chắc đẹp mới hoành làm được chứ. Đó đó. Chứ làm cái gì? Con nghe nói là bây giờ đi. Người ta đuổi rồi, người ta không làm, tàn tạ rồi, cho nên là người ta không có cho làm nữa. Đi bây giờ đi lụm ve chai rồi. Cho nên là lên bôi nhọ Ngài Minh Tệ trên mạng để kiếm đồng tiền để mà gửi về Việt Nam lo cho gia đình. Thì bây giờ là mẹ qua Bảnh trước, xong rồi đó con thấy cộng đồng mạng lên tiếng quá rồi, nhỏ gái cũng lên tiếng luôn, lên cũng làm binh vực cho mẹ. Mà cuối cùng ra giờ cộng đồng mạng lôi ra tất cả những cái vấn đề mà đi qua hai mẹ con qua Mã Lai làm cái nghề đó. Trời ơi, hôm nay bác Sáu lên vạch mặt luôn. Hết thời rồi, giờ không kiếm tiền được. Để lên đây để gây chú ý cộng đồng mạng kiếm tiền. Kiếm tiền YouTube. Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Cho nên tôi mới nói con nhỏ này nó là vô đạo đức, vô phi nghĩa, đi ở đậu nước của người ta mà đi xâm si đấy con người vũ Việt Nam mình. Mình học người ta được thì học, không học được thì thôi. Thấy không? Đó, bao nhiêu người ở trên thế giới này có hơn 3 tháng thôi mà người ta gửi các cái lời về người ta kính trọng, thấy không? Mà kính phục. Ngài Thích Minh Tệ đi chân không đầu cũng không nón, chân cũng không giày dép mà đi từ Bắc tới Nam mà đi 6 năm trời như vậy, người ta để nang đó. Rồi bây giờ đó là để mình là một cái người đó, cũng lớn rồi mà mình biết suy nghĩ rồi, mình nói người ta là không hiếu cha mẹ mình. Sao không hiếu? Không hiếu hả? Không hiếu bây giờ đất ở xung quanh đó là gia đình của Thích Minh Tệ bây giờ nó lên gấp 100 lần người ta lại ta mua đó. Nhưng rồi mà không có hiếu ở dưới địa phương hả? Sao bây giờ mấy ngàn tấn gạo các nơi người ta đem về ta cúng cho Gia Lai, có người ta về thì ủng hộ cho Gia Lai. Dạ, con nhắc lại bác Sáu thứ này nè. Trước khi nói Ngài Minh Tệ á, thì gia đình và cũng như bản thân của bà Thị Miễn này á có làm được giống như Ngài Minh Tệ hay chưa, và mình có báo hiếu cha mẹ mình hay chưa, hay là mình đi săn si kiếm tiền trên mạng, săn si đè một cái người nhân vật ta gọi là Ngài Minh Tệ để mà kiếm đồng tiền YouTube, nó quá dơ, đúng không bác Sáu? Con thấy là như vậy. Rồi trong khi mình là cái gì, mình có con người mình có sạch hay không, mình qua Mã Lai mình làm cái gì? Bây giờ cộng đồng mạng và hàng xóm người ta cũng đã lên tiếng nói cô đi làm quán bar rồi, xong rồi một thời gian có tiền nhiều quá rồi đưa con gái qua ngoài làm luôn đó, làm luôn cái nghề đó luôn bác Sáu đó. Cuối cùng ra vỡ lẽ ra bây giờ trời ơi, hai mẹ con làm. Bây giờ vì lớn tuổi rồi, già rồi, không làm được, xong rồi bị cái chỗ đó ta gọi là cái động đi đó, đẩy ra đường, bây giờ nhặt ve chai đó, bây giờ đưa con gái qua làm tiếp do đi bán thân để về báo hiếu đó. Bây giờ hết đá rồi, đâu có ai mà kêu nữa đâu. Nhưng mà không biết là mình làm cái nghề đó là không biết có báo hiếu hay không nữa, hay là dùng cái dưới mà để mà nuôi cái trên đó nè, không biết có báo hiếu hay không nữa chứ. Thấy bao đời rồi đó. Thì báo khổ cho cha mẹ. Yeah. Làm cho cha mẹ mất uy tín, bởi vì ông bà tao nói phải gì đó, đẻ ra hụt gạo vịt luộc ăn còn sướng hơn, để đẻ nó ra vợ nó đi làm bôi nhỏ, bôi cho chát chấu mặt cha mẹ nó. Dạ đúng rồi, nhục cả dòng họ nữa. Dạ nó bây giờ mình có làm được như thầy Thích Minh Tệ không, mà thầy bây giờ là mình đi làm vậy đó mà có được đem gì cho gia đình mình không? Mà giờ Thích Minh Tệ người ta không có hiếu, nói không hiếu mà giờ ta đem là những cái mạnh thường quân về cho tỉnh Gia Lai đó, làm giàu tỉnh Gia Lai là coi như tỉnh Gia Lai coi như có một cái vị thánh vị thiên ở đó đó, rồi ta đất đai giờ xung quanh nhà Thích Minh Tệ
bây giờ người ta ở đổ xô cát lên tao ta mua hết trơn đó, rồi là có hiếu hay không có hiếu. Nhưng mà theo nghĩ cho nó đúng nữa đó, ai không có cha mẹ, ai không có tình thương. Nhưng mà mỗi một lần, ví dụ như bây giờ một lần đó là bây giờ nè, ông Thích Minh Tuệ về ông thăm gia đình ổng á là làm gối với gia đình nữa. Ông về ông thăm gia đình ổng đó là người ta kéo hàng ngàn của người ta lại. Dạ đúng rồi. Làm bẩn, làm lo lắng cho gia đình nữa. Đó, rồi thậm chí tôi nói nè, cũng nhờ mình can thiệp, nhờ cảnh sát rồi nhờ chính quyền được can thiệp. Chứ tôi nói có những lúc xin lỗi cho ông Thích Minh Tuệ đó, ông không đi làm cá nhân, vệ sinh cá nhân được nữa. Ai cũng dây ổng hết trơn trời á. Ông có vợ đi nữa. Bây giờ sư Minh Tuệ không về nhà mới là báo hiếu cho cha mẹ, còn mà đi về nhà kéo thêm một cái gánh nặng vô gia đình. Kéo cái gánh nặng phải không? Đúng không? Nhưng mà cái cô này nè, nói là sư Minh Tuệ không có hiếu, nhưng mà cô này có hiếu dữ lắm luôn đó. Bị bây giờ là giờ trên cộng đồng mạng môi tới là dòng họ ba bốn đời tổ tông của cô này chửi rồi đó. Cô này hiếu dữ lắm luôn á. Dữ chưa? Mày có hiếu quá ha mà, Miễn. Bởi vì tên mày tên Miễn thôi, mày bể ra mày thành Miễn rồi. Miễn này á, mà Miễn người ta miễn vua rồi, người ta còn lấy, người ta còn đựng cơm ăn được. Yeah. Còn dùng thứ Miễn chai với mày đó, mày người ta đi đạp cho đứt chân người ta thêm nữa chứ làm gì. Hả Miễn? Cái tên mày tên Miễn là đúng rồi, tên Miễn thiệt đó, cha mẹ đặt mày đó. Cho nên cái con người mày đó với cái tên mày giống hệt nhau. Miễn người ta Miễn vua, người ta còn lấy, người ta sử dụng được. Còn Miễn dùng thứ Miễn chai nữa, còn mà đạp đứt giò người ta nữa. Bây giờ ta thấy đạp đứt giò rồi đó, bây giờ mày phải bớt cái mồm mày lại, mày không nói được đó. Mà chính ông Thích Minh Tuệ đó là ổng đi tại sao ổng đi tìm sư ổng, là ổng đi tìm học, ổng học. Còn ổng tìm nhà ổng là ổng làm cho gia đình ổng bận rộn thêm chứ có gì. Rồi nói ổng không hiếu, không hiếu thì giờ ổng hiếu, ổng có hiếu cả đất nước Việt Nam luôn, rồi ổng có hiếu là cả thế giới luôn, ổng có hiếu chính xác thì được phương ổng được địa phương ổng đó. Cho nên có những lúc ổng ẩn tu ẩn tu, ổng không ổng ẩn tu là gì? Bây giờ ông ngồi trong cái cốc ổng đó, người ta là lợi ta cúng quá trời rồi đổ xô từ cái tỉnh này tỉnh nọ, nhất là Đồng Tháp đen, rồi ở Tiền Giang, rồi Hậu Giang, rồi các tỉnh miền Tây phía Nam đổ xô về chở đồ hàng đòn xe ra cúng cả nên, thế giới luôn, cả thế giới nữa. Dạ. Cho nên đó là ổng ẩn tu có lúc ổng không xuất hiện đó. Ông lên ông gặp, ông đi trên rừng cho nên ông lên tu, gặp kiểm lâm á, anh em kiểm lâm người ta giữ rừng á. Yeah. Người ta mới nấu cơm rồi ta làm đồ chai cho ông ăn, rồi ông ra ngoài dân, người dân tộc á. Người dân tộc vậy nấu cơm cho nồi đang thui nhưng mà gạo trắng tinh nha. Yeah. Chỉ cho ông chén cơm ăn, ông ẩn tu mà. Yeah. Chứ bây giờ ông về rồi gác rồi ra các nơi ta lợi cốc ổng đó. Lợi cốc ổng là ta cúng không có cốc ổng, mà chỉ thấy cái hình treo bên góc thôi, ta cúng người ta lại người ta về. Đó, rồi để giảm, chứ còn nếu mà ông ngồi nghe cốc ổng là thôi, bây giờ là các nơi là coi nhưng như là con về thấy, ta cúng. Con thấy hiện tại bây giờ đúng ra đó là bà con mình cũng phải để cho Ngài Minh Tuệ có thời gian tu tập, chứ mà bây giờ mà đùng đùng kéo tới gì cũng ảnh hưởng, đâu có thời gian ngày tu tập đâu bác Sáu. Nên mình phải có thời gian, và những anh em đồng nghiệp cũng phải đừng có quay nữa để mà cho Thầy Minh Tuệ để có thời gian để mà tu tập và học theo Đức Phật đồ. Đó, bây giờ nói chung là Ngài Minh Tuệ mà ẩn tu vậy cũng đúng đó. Đúng. Dạ. Thì bây giờ là cả thế giới người ta kinh phục rồi, coi như là chỉ có Việt Nam mới có mà vậy thôi, chứ cường đâu có ai có gì đâu mà. Nè, bên Cầu Đài nè, Công Chúa Giáo nè, có thấy không? Rồi bên mà Tinh Lành nè, đó Hòa Hảo nè, ai người ta cũng công nhận. Yeah. Công nhận. Ông những mà cái ông mà linh mục đó, ông nói tôi thấy ông thầy Thích Minh Tuệ, tôi coi lại tôi thấy tôi nhục. Tôi chưa làm được nhộng. Tôi chưa làm được nhộng. Đó thì các con chiên đó và các cái công giáo mình nó phải nên học người ta. Học người ta. Chính tôi đây là tôi thấy tôi cũng nhục nữa đó, bởi tôi chưa làm được với ổng. Thấy không? Tôi giống mục thiệt, nhưng mà tôi chưa làm được ổng, mà ổng làm được vậy ta kính phục ổng. Đó, kính phục ổng. Nó cũng như được Chúa Giêsu vậy đó. Đó cho nên mà tại sao mà cái con mụ mụ Miễn này đó mà mày phát biểu gì mày? Hả? Mày thật vô duyên. Cái miệng mày nói rồi tai mày nghe. Mày báo hiếu cha mẹ mày được cái gì? Mày lấy cả tháng mày về mày nuôi cha mẹ mày đó là coi như là gì, là mày có báo hiếu lắm hả? Mày cho cha mẹ mày ăn cái đó hả mày? Hả? Còn ông Thích Minh Tuệ, người ta báo hiếu là ta làm cho đất ở Gia Lai đó nó nổi lên, thấy không? Người ta làm cho dân tộc Việt Nam nổi lên, người ta làm cho thế giới kính nể ổng đó. Vậy là mày chê ổng là ổng mất hiếu hả mày? Hả? Con mụ mụ mày, mày còn thua còn cỡ mụ hết á, thấy không? Mụ hết người ta buôn lậu thôi, còn mày buôn hán mày để mày lấy tiền nuôi cha mẹ mày, vậy làm có hiếu hả? Hả?
quá căng rồi, quá căng rồi. Hôm nay bác Sáu quá căng rồi, miễn ơi. Hai mẹ con miễn vô đây xem bác Sáu này. Sầm sỡ, bay tâm ba không? Lê Thị Miễn vào đây mà xem bác Sáu dạy đời nè, Lê Thị Miễn ơi. Rồi Lê Thị Miễn có hiếu dữ chưa? Báo hiếu cho cha mẹ gia đình không biết như thế nào. Bây giờ cộng đồng mạng lên là nguyên một cái hàng xóm và cũng như gia đình dòng họ và Nguyễn Thị Miễn thì trốn mất tiêu luôn, nhục không? Nhục quá mà chui với cống mà ở rồi chứ còn sống trên thế gian này được. Người ta đi làm cái danh như mà thôn đem về cho cha mẹ người ta, ta đem về cho địa phương người ta, ta đem về cho nước Việt Nam người ta, lại nói tao bất hiếu. Còn mình đi bán miếng đất mà xéo rồi cả hát mình là để nuôi cha mẹ mình, để mình có hiếu nữa hả? Dòng thứ bất hiếu. Mà không biết là có nuôi ba mẹ hay không? Không biết có nuôi là... nổi hay không? Là nuôi cái miệng của nó không biết có đủ không nữa. Hay là nuôi những chàng trai trẻ khác mình đâu biết được. Trời ơi. Mày yên cái mộ mày lên đi. Mày đừng mà trách người ta bất hiếu thì mình coi rồi mình có hiếu được cái gì. Dạ. Anh em con cũng ghi hình ở đây, bác Sáu có đôi lời nào gửi cho cộng đồng mạng và cũng như là gia đình của Nguyễn Thị Miễn này không? Con mời bác Sáu. Thì tôi cũng xin kính chào cộng đồng mạng gì đó, là tôi xin mọi người đó nghe được cái clip này cũng nói thêm, phân tích thêm cho con Thị Miễn này á, nó được phát ngôn bừa bãi tầm bậy bạ. Và con Thị Miễn này đó, mày đó phải kiêm cái mọi mày lại và mày phải lên mạng, mày phải nhận lỗi đó, những cái phát ngôn của mày vậy là coi như là thiếu ý thức hoặc là coi như là mày ganh kỵ cái gì đó, mày sẽ nhận lỗi đó, cho cộng đồng mạng tha thứ mày. Còn không ta quyền của ta chửi, ta chửi rồi dòng họ mày ha, nghe đó rồi nước mà chung xuống hầm cầu mà trốn chứ không ở trên mặt đất này được đâu. Mày nói mày ở Mã Lai bộ mày xa lắm hả? Mã Lai mày qua bến mày làm gì? Qua bến mày làm gì bên đó? Qua bến mày mò tôm mò cá hoặc là qua bến mày bán má bán hắn mày mẹ ăn hay làm gì? Lên kiếm chuối đó, cầu rau hả bác xế mày? Con chân thành cảm ơn bác Sáu ha. Chúc bác Sáu luôn luôn vui vẻ sức khỏe nha bác Sáu. Rồi, dạ, con chào các cháu hết. Dạ.